Namaste. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài tập trong tư thế đứng cùng Giang ngày hôm nay. Trong bài tập ngày hôm nay chúng ta vẫn tập cho vùng cơ sản chậu và đáy chậu, nhưng ở tư thế đứng, bạn có thể đứng ở bất kể nơi đâu và tập bài tập này với bất kể hoàn cảnh nào. Trong tư thế đứng, bạn có thể đứng hai chân mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Tay của bạn có thể đặt lên cơ gập hông. Có thể thả lỏng, buông xuôi theo thân. Nhưng hãy nhớ đưa tâm trí của bạn và hơi thở của bạn trở về vùng cơ sàn chậu và cơ đáy chậu. Hãy tưởng tượng khi bạn hít vào, hãy thả mềm cái vùng cơ sàn chậu và đáy chậu của bạn ra. Bông hoa của bạn được nở ra. Và khi thở ra, bạn khép đóng bông hoa lại và nhíu cái hậu môn của bạn lại, rút vùng đáy chậu của bạn lên. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Thả mềm hai cánh tay của bạn xuôi theo thân. Ở hơi hít vào, bạn đặt tay lên cơ gập hông, thả mềm vùng đáy chậu của bạn ra. Ở hơi thở ra, bạn nhíu hậu môn của bạn lại, rút phần đáy chậu và sàn chậu của bạn lên. Giữ ở đây cho Giang. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ thả lỏng ra. Nếu như vai của bạn vẫn có vẻ hơi gồng thì bạn có thể thả lỏng hai tay buông xuôi theo thân như thế này cũng được. Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Thả mềm vùng cơ đáy chậu của bạn ra. Thở ra thật chậm. Nhíu hậu môn của bạn lại, rút bụng dưới của bạn lên, rồi nhíu hậu môn sâu hơn, kéo vùng cơ đáy chậu lên. Giữ ở đây cho Giang, hít thở đều. 8 7 6 5 4 3 2 1 Rồi từ từ bạn thả ra, thả ra và thả lỏng ra. Đó. Tiếp theo, vẫn trong tư thế đứng, chúng ta hít vào, hãy mở bông hoa của bạn ra, thả nó ra. Thở ra, nhíu hậu môn, đóng bông hoa của bạn lại, rút đáy chậu lên, rút bụng dưới lên. Nó được đắm vào trong, nó được rút vào sâu hơn, nhưng lưng của bạn vẫn thẳng, vai vẫn thả lỏng. Giữ ở đây cho Giang. 8 7 6 5 4 3 2 1 Rồi từ từ thả lỏng ra, thả lỏng ra. Lần này chúng ta sẽ giữ lên đến 10 giây. Và các bạn có thể thay đổi trạng thái giúp Giang này. Hơi xoay lắc nhẹ người sang hai bên cho Giang. Thả lỏng vùng hông, vùng vai. Sau đó đưa chân của bạn trở về. Bài tập này sẽ rất tốt nếu chúng ta tập vào buổi sáng nha, và buổi tối cũng đều tốt. Chậm rãi thả lỏng hai vai, hai đầu vai của chúng ta thả lỏng ra. Hít vào một hơi thật sâu, thả nó ra, thả bông hoa ra, mở bung bông hoa của bạn ra. Thở ra thật chậm, đóng bông hoa của bạn lại, nhíu hậu môn của bạn lại. Rút cái bụng dưới của bạn lên, đúng rồi. Giữ ở đây cho Giang. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rồi tuyệt vời bạn. Thả nó ra, thả nó ra, thả lỏng nó ra. Đúng rồi, thả lỏng nó ra. Chúng ta sẽ tăng lên 12 giây. Với 12 giây, chúng ta vẫn nhớ thả lỏng vùng hông ra cho Giang nha. Chúng ta chỉ kéo cái vùng đáy chậu của chúng ta lên và kéo cái vùng bụng dưới của chúng ta lên. Lưng vẫn được vươn dài và chân của chúng ta vẫn dán ở dưới thảm nha. Chuẩn bị. Hít vào. Hãy thả bông hoa của bạn ra, thả lỏng vùng đáy chậu ra. Thở ra, bạn nhíu hậu môn lại, đóng bông hoa của bạn lại, rút cái bụng dưới của bạn lên. Thả mềm vai ra, giữ ở đây cho Giang, hít thở điều hòa. 12 11 10
9, kéo nó lên bạn. Đúng rồi. 8, 7, 6, 5, kéo nó lên, lại kéo nó lên. Đúng rồi. 4, đừng để nó tụt rơi xuống. 3, 2, 1. Rồi, từ từ thả nó ra, thả nó ra, thả lỏng nó ra. Đúng rồi. Và bạn thấy không, khi ở đến cái giây thứ 12 trở lại, chúng ta làm 12 giây, nó dài hơn và thời gian giữ lâu hơn, đến khoảng nhịp giữa thôi, bạn có thể bị nó rơi xuống, bạn lại kéo nó lên, đúng không ạ? Chúng ta tăng lên 15 giây nha. Chuẩn bị thay đổi trạng thái tí đã nhỉ? Thay đổi, xoay nhẹ người sang hai bên giúp Giang đi. Nhấc cái bàn chân lên của bạn một chút để cảm nhận cái vùng hông này, rồi vùng háng này, rồi thân người của bạn được xoay. Đó, thả lỏng. Sau đó lại quay trở lại với tư thế hai chân mở rộng song song bằng hông. Rồi chậm rãi thở ra, thả lỏng vai. Hít vào một hơi, bạn mở bung bông hoa của bạn ra, thả lỏng cái vùng cơ đáy chậu ra. Thở ra thật chậm, đóng bông hoa của bạn lại, nhíu cái hậu môn của bạn lại, rồi kéo rút cái phần đáy chậu của bạn lên, rút bụng dưới của bạn lên, giữ ở đây cho Giang 15 giây. Hãy nhớ thả lỏng vai, thả lỏng gương mặt. Vâng, và hãy nhớ hít thở điều hòa nhé bạn. Chúng ta thấy nó rơi xuống, chúng ta lại rút nó lên. Đúng rồi. Thường thường khi Giang nhận thấy các bạn chúm chím cười, có nghĩa là các bạn đang rút rất là sâu. Hãy cố lên, Giang biết các bạn rút tốt lắm. 8, 7, rút tiếp lên đi bạn. 6, 5, 4, tốt lắm. 3, kéo nó lên. 2, 1, rồi, từ từ thả lỏng ra, thả nó ra, thả nó ra. Rất là tuyệt vời, thưa các bạn. Trong bài tập này, tư thế đứng mà chúng ta vẫn có thể luyện tập trong cái bài tập cho sàn chậu và đáy chậu, chứng tỏ chúng ta bật ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng có thể luyện tập ở bài tập này. Nhất là khi chúng ta rửa bát này, hay nấu cơm, hay có thể đứng nhặt rau ở trên sàn bếp, chúng ta vẫn có thể luyện tập bài tập này nha. Bài tập Kegel này chúng ta có thể tập trong tư thế đứng, tư thế nằm, tư thế ngồi. Và miễn là chúng ta đưa tâm trí cùng với hơi thở của chúng ta trở về nơi đó để điều khiển được cái vùng cơ này. Ví dụ, nếu chúng ta đang đi lại như này thôi, đang đi lại như này thôi, nhưng một lúc nào đó chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta chợt nhớ ra, à, ta lại tập nó khoảng 10 giây chẳng hạn. Và ngay lúc này chúng ta đã đang tập cho nó rồi. Khi chúng ta đang nói chuyện với mọi người xung quanh, chúng ta vẫn đang tập cho nó, vẫn có thể luyện tập cho nó. Bởi vì bản thân của chúng ta không cần sự nín thở, chúng ta chỉ cần rút nó lên thôi là chúng ta đã đang tập cho vùng cơ này rồi. Và hãy nhớ thả lỏng ra khi chúng ta kết thúc. Nhớ nha. Và hãy tập bài tập này hàng ngày thường xuyên để giúp cho bạn có một vùng cơ sàn chậu và cơ đáy chậu thật chắc khỏe, săn chắc, và giúp cho cô bé của bạn thật xe khít, giúp cho gia đình của bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày, và giúp cho bạn luôn luôn cải thiện được nội tiết tố bên trong cơ thể của mình và cân bằng nội tiết tố bên trong cơ thể, giúp cho bạn luôn luôn điều hòa được, điều chỉnh được cái chu kỳ kinh nguyệt thật là đều đặn và thật là thoải mái trong tất cả những cái ngày trong tuần của bạn đều là những ngày hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã luyện tập cùng Giang trong video này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài tập tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn.